Đây, một mùa trận đấu đã được bắt đầu với quyền chuyển bóng bây giờ đang thuộc về các cầu thủ nhà Cần Thơ Cấp Thiết. Không có điểm cho Cần Thơ Cấp Thiết ở trong hướng này. Một pha spin move rất hay của Đinh Tiến Công và sau đó thì anh đã lên đổ thành công để mang về hai điểm đầu tiên của trận đấu cho các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Ngay sau đó thì các cầu thủ Cần Thơ Cát Phích cũng đã giành lại được quyền chơi bóng cho mình. Sang Đinh lên rổ và anh đã thành công. Đó là hai điểm đầu tiên của các cầu thủ Cần Thơ Cát Phích ở trong trận đấu ngày hôm nay. Trong cách nhập cuộc của họ ở trận đấu ngày hôm nay, dẫu sao thì đây là game đấu đầu tiên của series finals. Ngọc Tú với một tình huống ném trung bình và hai điểm nữa cho Hà Nội Buffalo. Lê Ngọc Tú, tân binh của những chú trâu ở mùa này vẫn đang thể hiện được một phong độ ném trung bình rất ổn định. D'Angelo Hamilton, đó là đúng một tấn công rất tốt của các cầu thủ chủ nhà khi mà D'Angelo Hamilton đã di chuyển được vào khoảng trống và nhận được chính xác của Lê Hữu Thành. Hai điểm cho các cầu thủ Hà Nội Buffalo, đó là hai điểm cho Vincent Nguyễn, đó là tình huống an quanh khi mà anh đã bị Lê Hữu Thành phạm lỗi ở trong phần đổ của mình. Những pha ném xà của các cầu thủ cả hai đội ở trong thời điểm đầu trận đấu này cho đến này là không được tốt. Nguyễn Phú Hoàng, đó là pha ném xà thành công đầu tiên của trận đấu này và đó là pha ném xà chính xác của các cầu thủ Cần Thơ Cát Phích. Trong ít phút vừa qua thì các cầu thủ Cát Phích bắt đầu biết cách để tìm được khoảng trống cho những tay ném của mình. Bóng vẫn còn trong cuộc và đây là Hamilton. Đó là một tình huống turnover từ một pha chuyền hỏng của số 17 bên phía Cần Thơ Cát Phích. Và Đinh Tiến Công đã ghi thêm hai điểm nữa cho Hà Nội Buffalo. Nam Tú đang bị Duy Hậu theo rất sát. Mai Bèo đang thực hiện một pha ném xa. Đó là một pha ném xa thành công của Hà Nội Buffalo. Thêm 3 điểm nữa cho các đội đội khách và đó là điểm thứ 20 của họ trong hiệp đấu này. Đó là tình huống ném 3 thành công đầu tiên của Hà Nội Buffalo ở trong hiệp đấu này. Câu trả lời của Sang Đinh và 3 điểm rất ngọt của số 11 bên phía Cần Thơ Cát Phích. Tỷ số điểm được rút ngắn xuống còn 14-20 cho đội chủ nhà. Tâm Đình chưa ghi được điểm nào ở trong trận đấu đầu tiên và D'Angelo Hamilton thì chỉ có 2 điểm. Nguyễn Thành Đạt pha lên đổ thành công. Thành Đạt đã mang về thêm 2 điểm nữa cho các cầu thủ Hà Nội Buffalo và bây giờ thì còn cách dài rồi, đã là tròn 10 điểm. 24-14. Và cứ bóng rất tốt của Phú Hoàng. Anh đã cứ bóng ngay trước khi Thành Đạt có thể nhận được quả bóng. Và Phú Hoàng đã mang về thêm 2 điểm nữa cho đội chủ nhà để ghi được điểm thứ 18 mà thuộc khoảng cách giai đoạn xuống còn 6 điểm. Stephen Nguyễn, đây là Mai Bèo. Tình huống ném 3 quá tuyệt vời của Mai Bèo. Ngay lập tức thì Buffalo lại tái lập khoảng cách 6 điểm. Đó đã là tình huống ném 3 thành công thứ 2 của Mai Bèo ở trận đấu hôm nay. Vũ Vinh Tâm Đình quyết định thực hiện một pha ném xa và đó là pha ném xa thành công. Pha ném xa thành công đầu tiên của Tâm Đình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Điểm thứ 5 của anh và điểm quả ném xa đó cũng khoảng cách gia độ xuống còn 5 điểm. Một đường truyền rất hay của D'Angelo Hamilton. Một pha assist rất thông minh. Và Sang Đình, Sang Đình là người đã mang về 2 điểm để quân mình tỷ số 35 đều cho Cần Thơ Cát Phích. Vincent Nguyễn lên tiến công thực hiện pha ném xa không thành công nhưng vẫn đang là các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Vincent Nguyễn đã mang về thêm 2 điểm nữa cho các cầu thủ đội khách. Bây giờ thì Hà Nội Buffalo tiếp tục vượt lên dẫn điểm 37-35. Sang Đình D'Angelo Hamilton, Nguyễn Hoàng Tú. 2 điểm cho các cầu thủ Cần Thơ Cát Phích và điểm số được cân bằng 38 đều. Một pha phối hợp nhanh rất hiệu quả của các cầu thủ khách. 2 điểm được ghi bởi Mai Bèo. Và Tâm Đinh một lần nữa cũng không thể thành công. Vừa rồi là một pha về bóng rất hay của Mai Bèo nhưng ngay sau đó thì anh lại chuyền bóng không tốt. Hamilton, không có ai ngăn cản Hamilton ở tình huống này nữa. Một tình huống spin move đã mở ra rất nhiều khoảng trống cho số 17 của Cần Thơ Cát Phích. Tập Đinh, Phú Hoàng. Và đột phá của Phú Hoàng rồi phối hợp với D'Angelo Hamilton. Tình huống rất tốt của các cầu thủ nhà. D'Angelo Hamilton là người ghi điểm.
Và bây giờ lần đầu tiên ở trong trận đấu này thì Cần Thăng Cáp Viết vượt lên dẫn điểm so với Hà Nội Buffalo. Bóng thuộc quyền kiểm soát của Hà Nội Buffalo. Và ném ba không thành công của Đinh Tiến Công. Phú Hoàng sang Đinh. Hiếu Thành. Cú ném ba thành công của Lê Hiếu Thành. Và đó là tình huống ném ba đầu tiên của Hiếu Thành trong trận đấu hôm nay. Catfish đã có điểm số thứ 45. Vincent Nguyễn, Stephen Nguyễn Tuấn Tú, anh không thực hiện pha ném xa mà có được đột phá vào giữa rổ. Một pha lên rổ đẹp mắt và chính xác để mang về 2 điểm. Và qua đó cân bằng điểm số giai bền 45 đều. Lê Ngọc Tú rất hay để vượt qua Hiếu Thành. Tuy nhiên Tân Đình vừa có một tình huống block thành công. Rất may cho Hà Nội Buffalo là Mai Bell đã có mặt để thực hiện một tình huống second chance thành công. Hà Nội Buffalo lúc này lại vượt lên dẫn trước. Mặc dù khoảng cách chỉ là 2 điểm mà thôi. Vinh Sơn Nguyễn tiến công. Stephen với một tình huống ném 3 và Stephen Nguyễn ghi 3 điểm. 56-51. Như chúng tôi đã nói, Hà Nội Buffalo ngày hôm nay đang tạo ra một cảm giác rất yên tâm cho các cổ động viên của họ. Họ đã tiến những bước tiến rất vững chắc. D'Angelo Hamilton là người rebound. Ở trong những đường bóng bật ra như vậy mà nếu như không có Mike Bell thì rất khó để có thể trên bóng đối với D'Angelo Hamilton. Phú Hoàng thực hiện pha ném xa. Bóng đã rơi vào trong rổ rất gọn gàng. Bây giờ thì khoảng cách hai bên chỉ còn là một điểm, 57-56. Vẫn đang nghiêng về phía Hà Nội Buffalo. Hiệu suất ném bóng và đặc biệt là cái đường ném xa của đội chủ nhà trong ngày hôm nay rõ ràng là không được tốt. Nhưng vừa rồi là một pha block rất hay của D'Angelo Hamilton. Đáng tiếc là anh lại không thể giữ được quả bóng ở trong sân để giữ lại được quyền chơi bóng cho đội chủ nhà Cần Thơ Catfish. Chúng ta hãy cùng chờ xem tình huống block thành công vừa rồi liệu có mang đến thêm sự tự tin và đặc biệt là niềm hứng khởi cho Hamilton cũng như các đồng đội hay không. Bởi ngay sau đó thì Mike Bell đã thực hiện thành công một pha ném 3. Đó ngay lập tức như một gáo nước lạnh để đáp trả tình huống block trước đó của D'Angelo. Nguyễn Tiến Dương, Nguyễn Thành Đạt. Bóng được trả lại cho Mike Bell. Và đó là pha ném xa thành công thứ 3 của Mike Bell ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và bây giờ là cơ hội dành cho các cầu thủ Cần Thơ Catfish. So với Phú Hoàng thì ở trong trận đấu này Thành Đạt vẫn tỏ ra kém hơn. Sáng Đình quyết định thực hiện một pha ném xa và đó là pha ném xa rất chính xác. Hy vọng rằng pha ném xa đó sẽ giúp cho các cầu thủ Cần Thơ Catfish phần nào đó lấy lại được tâm lý của mình. Vẫn đang giúp cho đội khách duy trì được lợi thế dẫn 5 điểm của họ. Sáng Đình vẫn có 2 điểm cho Catfish sau tình huống bù rổ vừa rồi của Hamilton. Tỷ số bây giờ là 69-72. Chỉ một pha ném xa thành công là Cần Thơ Catfish có thể cân bằng điểm số với Hà Nội Buffalo. Nguyễn Phú Hoàng pha lập động tác giả rất tốt để vượt qua khỏi Mai Bao rồi mới thực hiện cú ném bóng. Bây giờ thì khoảng cách hai đội đang là một điểm, 72-71, vẫn nghiêng về phía Hà Nội Buffalo. Lê Ngọc Tú, nhà sát anh ở đúng vừa rồi là Hoàng Ca. Mai Bell, Lê Ngọc Tú. Không có 3 điểm cho Ngọc Tú ở đúng vừa rồi và phản công cho Cần Thơ. Sang Đinh, Sang Đinh và 2 điểm cho Cần Thơ Catfish. Cộng thêm một tình huống ném phạt cho Sang Đinh. Quan trọng hơn, Cần Thơ đã vươn lên dẫn trước 73-72 sau tình huống vừa rồi. Một cuộc lội ngược dòng tuy không bùng nổ nhưng chậm rãi và rất chắc chắn của Catfish. Lê Ngọc Tú với một tình huống post up và anh đã ghi 2 điểm cho Hà Nội Buffalo. Đội bóng áo trắng dẫn lại 44-74-73. Phú Hoàng, Tâm Đình, anh quyết định thực hiện pha ném xa và lần này đã thành công. Rõ ràng là tâm lý ổn định đã quay trở lại với tay ném của Cần Thơ Catfish và anh đã có được điểm thứ 17 cho mình ở trong trận đấu ngày hôm nay để một lần nữa giúp cho Cần Thơ Catfish vượt lên dẫn điểm trở lại 76-74. Tỷ số bây giờ là 78-74. Đây là bối cảnh mà từng điểm số sẽ là cuộc cạnh tranh hết sức quyết liệt
Mai Bell vừa có câu trả lời trước D'Angelo Hamilton bằng một pha giành chiến thắng trong tình huống matchup giữa hai cầu thủ này. Đồng hồ thời gian lúc này chỉ còn 2 giây mà thôi. 2 giây thưa anh Huy. Quá khó cho Hà Nội Buffaloes. Bây giờ thì chắc chắn các cầu thủ Cần Thơ Cavaliers lại sẽ cố gắng không chạm vào người cầu thủ đối phương. Và thời gian của trận đấu đã hết, thời gian trận đấu đã hết. Và đây phải nói là một cuộc lội ngược dòng hết sức ngoạn mục của Cần Thơ Cavaliers ở trong trận đấu đầu tiên của loạt đấu chung kết VBA 2018. Ba hiệp đấu đầu tiên Hà Nội Buffaloes là đội dẫn điểm, nhưng ở trong hiệp đấu cuối cùng thì mọi việc đã thay đổi hoàn toàn khi mà đội chủ nhà Cần Thơ Cavaliers là đội chơi hiệu quả hơn, để cuối cùng thì họ giành được chiến thắng ở trong trận đấu này với điểm số chung cuộc là 80-76.